Thưa quý đạo hữu, quý Phật tử và quý vị kính mến. Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc tác phẩm Bửu Sơn Kỳ Hương. Tác giả Dương Kim. Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Diệt Nguyên. Sơn Trung Sư Mạng, Địa Nam Tiền. Kỳ niên trạng tái tân phục quốc, hương xuất trình sinh, tạo nhịp yên. Nhà xuất bản Long Hoa, Sài Gòn năm 1966. Trân trọng kính mời quý vị lắng nghe diễn đọc Tuấn Anh và Ngọc Minh, Nam Mô A Di Đà Phật. Chương thứ nhất Một nền Phật giáo dân tộc Nhìn vào nền Phật giáo khắp nơi, người ta không khỏi phàn nàn đạo Phật có nhiều chi phái quá. Nào là tiểu thừa, nào là đại thừa, nào là mật tân, nào là hiển tân, dân dân. Mỗi phái, mỗi chủ trương khác nhau. Mỗi nơi có mỗi sắc thái riêng biệt cũng đồng bắt nguồn từ Phật giáo Nguyên Thủy ở Ấn Độ. Thế mà, Phật giáo của Nam Tông khác hơn Phật giáo của Bắc Tông. Và ngay trong hệ thống Đại Thừa, Phật giáo Trung Hoa cũng không giống Phật giáo Nhật Bản. Phật giáo Đại Hàn khác hơn Phật giáo Việt Nam. Người ta muốn sao Phật giáo phải được thống nhất cả hình thức lẫn tinh thần xóa bỏ những đặc tính địa phương riêng biệt. Nhưng người ta quên rằng giáo lý của Phật Đà không phải là một thứ giáo điều cố định bất biến như giáo lý của các tôn giáo khác, mà là một thứ giáo Pháp luôn luôn phát triển theo thời gian, thích ứng với căn cơ và hòa hợp với thổ nghi phong tục của mỗi địa phương dân tộc. Đức Phật đã tùy hoàn cảnh và căn khí của chúng sanh mà nói ra các pháp không thời kỳ nào giống thời kỳ nào trí giả đại sư đã phân ra làm năm thời kỳ thuyết pháp là thứ nhất thời kỳ hoa nghiêm thứ hai thời kỳ a hàm thứ ba thời kỳ phương đẳng thứ tư thời kỳ bát nhã thứ năm thời kỳ pháp hoa đến như giáo pháp thì có pháp quyền Pháp thiệt, Pháp đúng, Pháp tiệm, Pháp hiển, Pháp mật, dân dân, cao thấp khác nhau. Sở dĩ giáo Pháp không đồng, thời kỳ hoàng hóa có khác. ấy chẳng qua là do hoàn cảnh sinh hoạt, căn cơ của chúng sinh mà ra vậy. Thế nên, phàm căn cơ có khác, thời đại có khác, địa phương có khác, thì lý ưng giáo Pháp cho được thích đương. Thì tất không sao cùng một khuôn một rập. Ngay như việc dạy học, người ta còn tùy theo địa phương nóng lạnh, mưa nắng khác nhau, trình độ của học sinh cao thấp, mà giờ học, ngày nghỉ, cùng chương trình giáo dục mỗi nơi mỗi khác. Thì sao đối với đạo Phật là một nền đạo vô cùng linh động, phong phú nhựa sống thích nghi, lại bắt nó trụ mãi ở hình thái nguyên sơ càng cỗi ngày nay đạo phật rọi ánh từ quan gần khắp mặt địa cầu quy tụ gần phân nửa số nhân loại nếu thiếu tính chất thích nghi hòa đồng thì chưa hẳn đã thu phục lòng tin tưởng của nhân dân dễ dàng như thế từ trước đến nay bất cứ một cuộc chinh phục nào cũng phải cậy vào vũ lực uy hiếp mọi sự chống đối đến như đạo phật chỉ nhờ tính chất thích nghi mà sự bành trướng không hề gặp phải sự phản kháng nào đến đổi làm cho đổ máu sinh linh các dân tộc á đông tiếp đón đạo phật như tiếp đón một ngọn đèn vào nhà đang kém ánh sáng mặc dù là một ngọn đèn mới nhưng chẳng vì nó sáng hơn mà chủ gia dẹp hết các ngọn đèn cũ kém sáng nhưng đã thân yêu. Người ta đặt ngọn đèn sáng mới nơi xứng đáng. Có khi cùng đặt chung với mấy ngọn đèn cũ để cùng hòa quan nhau đem lại ánh sáng chung cho cả gian nhà. Giáo Pháp của Đạo Phật thắng diệu là ở chỗ đó. Nó đến với dân tộc nào là nó hòa hợp với dân tộc tính của dân tộc ấy. Nhờ ánh sáng nó sáng hơn, nên trong chỗ hòa hợp nó đồng hóa các ánh sáng cũ thành một ánh sáng phật giáo dân tộc hay có mang tính chất phật giáo sự hiện diện của nó bởi cần thiết cho sự củng cố nền tảng quốc gia vì nó đồng hóa để mà bổ sung hơn là để tiêu diệt hay truất ngôi nên dân tộc nào cũng không cảm thấy bị mất gốc hay mất thể diện khi tiếp nhận nó Nhìn vào các nước Phật giáo, ta thấy quốc gia nào cũng có những sắc thái Phật giáo riêng biệt về hình tướng cũng như về hệ thống giáo lý. Đồng là Phật giáo cả, nhưng mỗi nơi mỗi khác. Khác từ sự kiến trúc chùa chiền đến lễ nghi trang phục. Những cái sắc thái riêng biệt ấy thích hợp với đời sống của quốc dân, với cá tính của dân tộc. Do đó, đạo Phật đã trở thành ở các quốc gia phật giáo một nền phật giáo dân tộc như ở nhật bản hòa hợp với thần đạo và vũ sĩ đạo phật giáo đã trở thành một nền phật giáo nhật bản mặc dù chịu ảnh hưởng phật giáo trung hoa các đại đức thiền sư nhật bản như đạo nguyên thân lan nhật liên đã biên phật giáo trung hoa thành phật giáo của dân tộc nhật từ mái chùa cho đến chiếc áo ca sa mỗi mỗi đều có những sắc thái khác biệt phù hợp với cá tính nhật bản cũng thời là thiên thai tông nhưng thiên thai tông của nhật lại hòa hợp với mật thiền đến tịnh độ tông và thiền tông cũng thế ở nhật hai tông ấy biến đi rất nhiều từ tinh thần lẫn hình thức nói tóm lại đạo phật một khi du nhập vào nhật bản thì hòa hợp với tính tình dân tộc nhật mà có những sắc thái riêng biệt không còn giống với thoát thai của nó là nền phật giáo trung hoa đến như phật giáo trung hoa tiếp nhận ngay phật giáo ấn độ đáng lẽ không có biến thái nhiều thế mà vì tính chất thích nghi nên đã cách tân từ việc tụng niệm trang y cho đến cách chia tông lập giáo có thể nói Phật giáo Trung Hoa là một nền Phật giáo hoàn toàn xây dựng trên cơ bản mới, khác hẳn Phật giáo nguyên thủy. Giả chăng sau ngày Phật nhập diệt độ khoảng 500 năm, Ấn Độ bị Hồi giáo xâm lăng, đạo Phật cơ hồ không còn. Những tăng ni theo giáo lý tiểu thừa thì di cư xuống miền Nam, lập thành Phật giáo Nam Tông hay tiểu thừa giáo còn những học giả đại thừa thì chạy sang đông độ. Thành thử, cõi chấn đáng, tức Trung Hoa, đã trở nên tổ quốc của đại thừa giáo. Cái hệ thống tổ tổ tương truyền bắt đầu từ Đại Đức Ca Diếp cho đến vị tổ thứ 28 thì chấm dứt ở Ấn Độ, nhưng lại được tiếp tục ở Trung Hoa. Chẳng những thừa tiếp giáo Pháp Đại Thừa vừa mới khai sáng, nhưng chưa kịp phát triển ở Ấn Độ. Trung Hoa còn chỉnh đốn các tông tổ thành hệ thống thích hợp với cá tính dân tộc và đồng thời sáng tạo thêm ba tông hoàn toàn Trung Hoa. Đó là Hoa Nghiêm Tông, Thiên Thai Tông và Thiền Tông. Trong sách Ẩm Băng Thất, khi đề cập đến sự thành lập các tông Phật giáo ở Trung Hoa, Lương Khải Siêu có viết về câu xá tông tuy thế thân có tạo một bộ luận được học giả ấn độ tranh nhau học tập nhưng chưa chính thức lập nên một tông tông này được thành hình là chính tự trung quốc còn về thành thực tông thì từ ma lê bạc ma về sau không thấy kinh sách nào ở thiên trúc nói đến mà chỉ riêng ở trung quốc thì rất thịnh tam luận tông ở ấn độ tuy truyền bá hơi rộng nhưng cũng không bằng ở trung quốc đến như hoa nghiêm thì bản kinh ấy ở Ấn Độ đã chìm lặng trong chỗ mờ mịt. Cứ theo truyền thuyết thì sau Phật diệt độ 700 năm, Long Thọ Bồ Tát dùng thần lực nhiếp thủ kinh Hoa Nghiêm ở Hải Long Cung. Bản kinh lưu hành là bắt đầu từ đó. Truyền thuyết thần bí này tôi chẳng đủ tin nhưng đủ thấy. Ở Ấn Độ, tung tích Hoa Nghiêm còn mờ mịt lắm. Thế thì làm gì có Hoa Nghiêm Tông? Lúc bây giờ ở Ấn Độ chỉ có hai bộ luận Đại Bất Tư Nghị và Thập Địa Xiển minh nghĩa Hoa Nghiêm còn kỳ dư thì không thấy đâu nói đến. Nhưng dựa vào Hoa Nghiêm để lập giáo thật ra chỉ bắt đầu từ các ngài Đỗ Thuận, Hiền Thủ, Thanh Lương, Khuê Phong cho nên có thể nói rằng Hoa Nghiêm Tông là do Trung Quốc trước tiên sáng lập đến như Thiền Tông Tuy rằng Ấn Độ có 28 vị tổ, nhưng sự truyền nhau lại quá mật. Giữa tiền tổ với hậu tổ chỉ trong khoảnh khắc, không thể biết được uyên nguyên. Cho nên, việc chân ngụy hẳn khó mà phân biệt. Ấn Độ cho rằng chân, nhưng trong khoảng hơn 1.000 năm, ngoài 28 tổ ra thì không có thể nói là có thiền tông. Ấy chẳng qua chỉ vì sau khi vừa nhận y bác thì vị tổ trước đã nhập diệt. Thành thử, trong khoảng không hơn một ngàn năm ấy, chẳng từng có được hai người cùng một lúc hoàng dương chính pháp thiền tông. Như vậy có thể nói, Ấn Độ không có thiền tông cũng nên. Tuy nhiên, Phật giáo nhờ có lục tổ mà bắt đầu có thiền tông, cũng như gia tô giáo nhờ có liêu thơ mà bắt đầu có tân giáo như pháp môn chỉ quán kiên thai tam muội là đặc sáng của riêng đại sư trí giả trước đó chưa có mà ngay trong thời của đại sư cũng không ai dạy thì đủ rõ do đó có thể nói rằng trong 10 tông duy có luật tông pháp tướng tông chân ngôn tông tịnh độ tông là thịnh hành ở ấn độ còn kỳ dư là do trung quốc sáng lập Lương Khải Siêu còn khoái cảm hạ bút rằng: Đẹp thay nước Trung Quốc của ta, chẳng thọ ngoại học thì thôi, bằng đá thọ thì phát huy rộng sáng ra, biến thành một thứ đặc sắc. Hãy nhìn vào nền toán học và Phật học của nước ta, đủ thấy Phật học của Trung Quốc là Phật học của Trung Quốc, chứ không còn là Phật học thuần nhiên của Ấn Độ. Ý đó phật giáo một khi du nhập vào nhật bản và trung hoa thì hòa hợp với dân tộc tính của mỗi nơi mà có những sát thái riêng biệt biến thành một nền phật học dân tộc nước việt nam chúng ta cũng đồng thấm nhuần giáo lý phật đà một mặt trực tiếp du nhập từ ấn độ một mặt gián tiếp chịu ảnh hưởng của trung hoa có lý nào chẳng gây dựng một nền phật giáo phù hợp với dân tộc tính việt nam như Trung Hoa và Nhật Bản hay sau. Nhìn vào nền Phật giáo nước nhà, chúng ta không đến đổi thất vọng như khi nhìn vào địa hạt nho học. Các danh tăng Việt Nam từ đời Đinh Lê Lý Trần luôn luôn cố gắng tạo cho Việt Nam một nền Phật giáo dân tộc. Cũng thời tiếp nhận thiền tông của Trung Hoa truyền sang, nhưng các danh tăng đời Trần đã thành lập một phái thiền đặc biệt của mình không khác chân tông và nhật liên tông ở nhật đó là phái trúc lâm yên tử do ba vị tổ điều ngự giác hoàng pháp loa và huyền quang sáng lập bắt nguồn từ giáo lý thiền tông nhưng phái trúc lâm yên tử chủ trương có khác cho được hòa hợp chủng tính việt nam phải trúc lâm xây dựng thiền lý trên căn bản nhập thế và xuất thế trong lúc ấy thiền tông trung hoa chỉ thuần có một mặt xuất thế mà thôi nhờ có dung hợp cả hai phương diện nhập thế và xuất thế đạo phật đời trần cũng như đời lý gây được tinh thần sùng mộ đạo đức và tính khí thanh tao thoát tục chẳng những trong dân gian mà cả trong hàng quan khanh vua chúa. Một khi đã thấm nhuần thiền lý, các vua quan nhà Trần, mặc dù lăn lộn trong chỗ quyền môn, vẫn không mang nặng cái bệnh tham danh trục lợi. Thế nên, khi mọi việc an bày, có nhiều vị vua quan nhường ngôi cáo lão để đi tu. Nhờ đã hoàn thành giai đoạn nhập thế, nên họ dễ tiến lên con đường xuất thế đến như những danh tăng đã xuất thế. Cũng không gì đã xuất thế mà chẳng trở lại nhập thế khi quốc gia hữu sự, dân chúng đảo điên. Trường hợp của tuệ trung thượng sĩ, khi nghe giặc nguyên xâm lăng nước ta, từ chốn thiền lâm, cởi áo ca sa, mặc lấy chiến bào ra trận. Và khi giặc nguyên đã bình, bèn dứt chiến bào, mặc lại áo ca sa đủ cho ta thi cái đặc tính dân tộc của phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhờ kim cả hai phương diện, nhập thế và xuất thế, thiền tông Việt Nam còn dung hợp với tịnh độ tông để cùng điều hòa và trợ trưởng nhau trong pháp tu vừa tự lực, vừa tha lực. Nhưng trải qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử, tinh thần Phật giáo đời lý, đời trần cùng theo thời gian mà mờ dần trong dĩ vãng. Thừa lúc loạn lạc, trịnh nguyễn phân tranh, rồi tiếp theo thực dân đô hộ non một thế kỷ. Tinh thần dân chúng hoang mang, mất cả tự tính. Những lối tu yếm thế, mê tín dị đoan, pha màu phương thuộc, lại được dịp xây dựng cơ đồ, làm cho nền Phật giáo dân tộc phải thối triều trong khoảng thời gian ngót năm thế kỷ nhận xét về nguyên nhân suy bại của Phật giáo ở xứ ta. Ông Hoàng Nhiên có nêu ra mấy điểm trọng yếu. Điểm thứ nhất, phái tăng già ở xứ ta, phần nhiều tu mà không học. Thứ hai, người mình hay trọng sự lại lục cúng dường theo lối mê tín dị đoan. Thứ ba, không biết trọng sáng kiến của người khác. Thứ tư, không biết giúp đỡ tán dương người tài trí, nhà hiền giả, bậc chân tu. Thứ năm, cố chấp về văn tự, theo tư tưởng hán nho mà không rộng xem các sách khác. Chú thích, tạp chí Pháp âm Phật học số 9, tháng 9 năm 1937. Về nguyên nhân suy đồi Phật giáo, ông Thanh Sĩ cũng nhận rằng Cùng một cảnh huống đạo khổng tử đạo phật thích ca ở xứ ta hồi thời nhà đinh lê lý trần rất thịnh đạt không những trong dân chúng mà luôn đến hàng vua chúa cũng cùng một tin tưởng mạnh mẽ các vua thời ấy thường hay nhường ngôi cho con để đi tu hoặc lên non núi lập chùa chiền quy tụ cả muôn tăng lữ lo việc tu hành hoặc xây cất am tự gần thành quách của mình để truyền bá đạo phật nhất là hồi thời nhà trần vua nhân tôn tu được chứng quả đạo hiệu của ngài là điều ngữ giác hoàng đại đầu đà người thời ấy tôn ngài làm đệ nhất tổ của phái thiền tông ở việt nam hàng quan tướng lúc bấy giờ xem gương của vua nhân tôn mà họ cũng lần lượt lánh rồi cuộc công danh phú quý lo tu hành rất đông như con của Trần Quốc Tuấn là Trần Quốc Tảng Lúc Trần Quốc Tảng mới 14 tuổi Vừa đi học về Nghe cha bị quân nguyên dây tại thành Thăng Long Thì ông mới nhất thân nhất mã ra giải dây cho cha Chừng ông được 20 tuổi đã đi tu Ngộ được Phật chỉ Đạo hiệu của ông là Tuệ Trung Thượng Sĩ Còn những hạng tu hành chứng quả ở thời đó không kể xiết nhưng kể từ khi các vị tổ bên Trung Hoa ngưng diệt truyền y phó bác đến nay, phái thần tú càng lúc càng thế mạnh. Không những ở Trung Hoa mà còn truyền qua xứ ta, họ bày ra cách thờ cúng đầy thinh âm sắc tướng, như đờn, đẩu, trống, phách, lầu, phướng, xá hạt, dân dân, làm việc hữu hình, hữu ảnh, dân chúng xứ ta dần dần theo đó mà xa lần mối đạo vô di chánh pháp của Phật. Nên chánh giáo từ đó càng ngày càng mờ lu. Các ngôi chùa miễu phần nhiều chỉ là cái giỏ để các tà sư làm mê hoặc thập phương lợi dụng việc no cơm ấm áo vậy thôi. Chứ họ không chú vào việc dắt người đến chỗ sáng sủa giải thoát cũng bởi phần đông hành đạo không chánh đáng nên cả ngàn muôn người tu mà chỉ có một số ít người đắc đạo. Do đó mà gần đây có người lên án cho cảnh chùa là chỗ chứa những phần tử ăn bám của xã hội, chỉ là tổ chức mê hoặc lòng dân, không có tinh thần tiến hóa, thật là một con sâu làm rầu nồi canh. Chú thích, tạp chí giác tiếng số 6 tháng 9, 10, 11 năm Bính Thân 1956. Dẫu vậy, tinh thần dân tộc vẫn không liệm hẳn trong Phật giáo. Vào đầu thế kỷ thứ 19, Đức Phật thầy Tây An xuất hiện, lập lên giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Chú thích về thân thế và hành trạng của Đức Phật thầy Tây An, hãy đọc quyển Đức Phật thầy Tây An của Dương Kim và Đào Hưng khai thị pháp môn tu nhân học Phật, chẳng những khôi phục cái thịnh huống đạo Phật đời lý, đời trần, mà còn xây dựng lên một nền Phật giáo hoàn toàn dân tộc. Diễn nhân của Bửu Sơn Kỳ Hương Nhìn vào lịch sử Phật giáo Việt Nam, chẳng sử gia nào không nhìn nhận rằng chẳng có thời kỳ nào đạo Phật hương thịnh bằng đời lý đời trần trong nước từ quan chí dân đều một lòng sùng mộ việc tu hành kẻ đủ điều kiện tu giải thoát thì xuất gia người còn bận việc đời thì giữ phần cư sĩ khắp nơi trong nước cảnh già lam được nhiệt liệt dựng lên ở mỗi gia đình ngoài việc thờ phượng tổ tiên còn có ngôi thờ tam bảo có thể nói xã hội việt nam ở đời lý đời trần đã thấm nhuần tinh thần đạo phật cả hai phương diện xuất thế và nhập thế do đâu đạo phật đời lý đời trần hưng thịnh hơn các triều đại khác hẳn phải có nguyên nhân nhiều sử gia cho rằng việt nam cho đến đời lý chủ quyền quốc gia mới thật điện định nhờ được trấn an bờ cõi các vua quan đời lý có đủ thì giờ lo nghĩ việc mở mang dân trí đương nhiên Phật giáo cũng như Khổng giáo và Lão giáo là ba nền đạo đề cao nhân cách đào dưỡng tinh thần hướng thượng của chúng sinh, hẳn được nhà cầm quyền dung bồi và trợ trưởng. Đó là cơ hội thuận tiện cho Phật giáo hưng thịnh. Xét ra thì sự nhận định trên đây chỉ đứng trên phương diện ngoại duyên, chưa chưa phải tìm động nhân chính. Thì như có một miếng đất tốt thích hợp cho sự trồng tỉa mà ngay hộp giống không tốt không có sức phát triển thì cũng không làm sao có kết quả tốt đẹp miếng đất tốt chỉ là ngoại duyên còn hộp giống mới là nội nhân một nền triết học hay giáo lý cũng thế mặc dù gặp hoàn cảnh thuận tiện cho sự phát triển nhưng nếu nội dung của nó không phù hợp với đời sống cùng trình độ của mọi người thì cũng không tài nào hưng khởi lên được thế nên cái động nhân để làm phát triển một nền học thuật hay giáo lý chính là những khả năng thích nghi sẵn có của nó thiếu những khả năng ấy thì dù hoàn cảnh có thuận tiện cũng không sao phát triển được sở dĩ đạo phật hưng thịnh nhất ở đời lý đời trần là cũng nhờ các danh tăng lúc bây giờ biết làm phát triển cái khả năng thích nghi sẵn có của đạo phật để được phù hợp với dân tộc tính và cơ duyên của chúng sinh trong nước. Thay vì mô phỏng mù quáng theo thiền phái của Trung Hoa, chỉ chuyên tu xuất thế Pháp, các danh tăng đời lý đời trận khéo biến thiền tông Trung Hoa thành một môn thiền Việt Nam, phối hợp thiền tông với tịnh độ tông và chủ xướng cả hai Pháp tu xuất thế và nhập thế. Các ngài điều ngự giác hoàng, Pháp loa và huyền quang đời trần thành lập một thiền phái hoàn toàn việt nam lấy tên phái trúc lâm yên tử với danh hiệu hoàn toàn việt nam với pháp tu phù hợp với trình độ và căn tính của dân trong nước thảo nào đạo phật chẳng được phát đạt và toàn dân sùng mộ chính cái nội nhân thích nghi của đạo phật mới là cái động cơ chính làm phát triển đạo phật khắp nơi đó chẳng phải là cái thông lệ riêng của Việt Nam mới có, mà bất cứ ở nơi nào, nếu người đứng ra hoàng dương giáo Pháp biết làm phát triển cái nội nhân thích nghi ấy, cũng đều thu hoạch kết quả như thế. Thử lấy thiền tông để chứng minh. Ta sẽ thấy ngay ở Ấn Độ là nơi xuất phát thiền tông. Nhưng chính ở đấy, trong khoảng thời gian một ngàn năm, thiền tông chưa lập thành hẳn tông phái. Mãi khi du nhập vào Trung Hoa, các danh tăng quậy chấn đáng, biến nó thành một môn thiền Trung Hoa. Gây nên một thịnh huống vô cùng náo nhiệt, mở rộng khắp nơi trong nước, đâm chồi nảy tược ra, làm ngũ gia thức tân. Ngũ gia là lâm tế, tạo động, quy ngưỡng, dân môn và pháp nhãn. Về sau, phải lâm tế có thêm hai chi, dương kỳ và hoàng long do đó mới gọi là ngũ gia thất tông. Đến như thiền tông ở Nhật Bản, mặc dù do hai ngài Vĩnh Tây và Đạo Nguyên cầu Pháp ở Trung Hoa, nhưng khi du nhập vào Nhật, lại dung hợp với thần đạo và võ sĩ đạo, lập thành một thiền phái hoàn toàn Nhật Bản. Nhờ thích ứng với dân tộc tính Nhật, thiền tông phát triển rất mạnh ở đảo Phù Tăng, và sau hai ngày vĩnh tây và đạo nguyên còn phân ra khá nhiều chi phái giáo nghĩa thêm đủ đầy lợi ích càng sâu rộng cứ xem đó thì một nền giáo lý cho được phát triển cái động cơ chính là các nhà truyền giáo phải biết làm cho thích hợp với dân tộc tính và trình độ của dân trong nước cái nguyên nhân giúp cho đạo phật hưng thịnh ở đời lý đời trần chính là ở chỗ đó các danh tăng Việt Nam đã biết phối hợp đạo Phật với dân tộc tính nên gây được lòng sùng mộ của toàn thể nhân dân. Nhưng cái thịnh huống ấy không thể duy trì lâu dài. Khi cuộc Nam Bắc phân tranh nổi lên và tiếp theo đó dẫn khởi cuộc đô hộ của quân Pháp khiến cho tinh thần dân tộc phải một phen tiềm tàng cơ hội mai một. Trong những lúc hỗn loạn làm xáo trộn cả giá trị tinh thần chính là lúc rất thuận lợi cho các mê tín dị đoan nảy mục đâm chồi. Lịch sử Trung Hoa đã chứng minh rằng vào đời lục triều và tam quốc trong nước không dứt loạn lạc chính là lúc phái phương sĩ một biến thể của đạo lão phát triển mạnh mẽ nhất. Hoàn cảnh xã hội Việt Nam sau đời hậu lê cũng diễn ra những cảnh huống loạn lạc tương tự. Phái trúc lâm yên tử không sao tránh khỏi suy vi thất lạc trong lúc tư tưởng của dân trong nước đang thối triệu ban sơ thiền phái việt nam chưa suy lạc cho lắm nhưng trải qua một thời gian hàng mấy trăm năm loạn lạc các tập tục mê tín ngoại lai thâm nhập càng nhiều làm cho bản chất thuần lý phù hợp với dân tộc tính phai lạc đi nay muốn chấn hưng đạo phật tất phải làm sống lại tinh thần dân tộc nếu mãi nô lệ ngoại quốc cứ nhất nhất mô phỏng những điều chỉ thích hợp với nước người mà không chịu áp dụng đúng với tinh thần dân tộc và phù hợp với căn cơ của dân trong nước thì những giáo lý ấy dù có được tiếp nhận chăng nữa cũng không gây được sự ngưỡng mộ nồng nhiệt của toàn dân một giáo lý thiếu tính chất thích nghi là một giáo lý cằn cỗi ngưng động mất hẳn tính chất phật giáo ý thức được cái động nhân tiến triển của đạo phật nên chi khi ra đời, Đức Phật Thầy Tây An không đạp theo dấu của các nhà sư lúc bấy giờ, chỉ biết bắt chước và tai hại hơn nữa là A Tùng sướng khởi lối tu mê tín dị đoan của thần tú. Để đề khởi tinh thần Phật giáo đời lý, đời trần, Ngài noi gương các vị tổ của phái Trúc Lâm Yên Tử mà sáng lập một tông phái phù hợp với dân tộc tính Việt Nam và tương xứng với trình độ của dân chúng trong thời kỳ mạt Pháp. Ngài thành lập phái Bửu Sơn Kỳ Hương và sướng xuất Pháp môn tu nhân học Phật. Bửu Sơn Kỳ Hương là một tông phái hoàn toàn Việt Nam. Kiểm điểm các danh tông của Phật giáo Ấn Độ và Trung Hoa hay bất cứ nền Phật giáo của một nước nào, ta thấy Bửu Sơn Kỳ Hương là là một danh từ đặc biệt việt nam không có trùng tên hay trùng ý với một tông phái nào khác nước trung hoa lấy làm hãnh diện về sự sáng lập thiên thai tông là một tông hoàn toàn trung hoa thiết tưởng chúng ta cũng không đến đổi thiếu sáng kiến hay tự ti mặc cảm khi có tông phái bửu sơn kỳ hương nhật bản tự hào có nhật liên tông một đặc sáng Nhật Bản, nhưng thật ra Nhật Liên Tông chẳng qua là một thoát thai của Thiên Thai Tông Trung Hoa. Do Thượng Tọa Nhật Liên sau một thời gian tu tập bên Trung Hoa trở về nước sáng lập. Đến như Bửu Sơn Kỳ Hương thì không thế. Nó chẳng những Việt Nam ở danh từ mà còn phù hợp với dân tộc tính Việt Nam ở phương diện hành đạo. Có thể nói, Bửu Sơn Kỳ Hương là quá thân hay hậu thân của Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng có điều khác hơn Trúc Lâm là Bửu Sơn Kỳ Hương cho được phù hợp với căn cơ của chúng sanh trong thời kỳ Hạ Nguân Mạc Pháp. Không còn là một thiền phái chú trọng nhiều về mặt xuất gia và chủ trương vừa xuất thế và nhập thế mà là một tông phái chú trọng về cư sĩ tại gia và chủ trương chỉnh bị giai đoạn nhập thế để tiến dẫn đến xuất thế. Sở dĩ bửu sơn kỳ hương về pháp môn hành đạo có chỗ không giống trúc lâm yên tử. Chẳng qua gì căn cơ của chúng sinh và hoàn cảnh của thời kỳ quá khác. Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật giáo Việt Nam, thì bửu sơn kỳ hương không khác trúc lâm yên tử ngay tên tông hai phái cũng có chỗ tương xứng tương đồng nhau rồi đặc biệt là trong danh từ trúc lâm yên tử cũng như bửu sơn kỳ hương mỗi danh hiệu gồm có đến bốn chữ trong lúc ấy danh hiệu các tông trung hoa hay nhật bản chỉ gồm có một hay hai ba chữ là cùng các chi phái của bửu sơn kỳ hương sau này cũng lấy danh hiệu gồm có bốn chữ như tứ ân hiếu nghĩa của đức bổn sư phật giáo hòa hảo của đức huỳnh giáo chủ điều đáng chú ý hơn nữa là trúc lâm yên tử và bửu sơn kỳ hương đều lấy tên núi làm tên tông yên tử là một ngọn núi thuộc về tỉnh quảng yên nơi các tổ nhà trần đến lập cảnh già lam do đó mà thiền phái do ba ngày điều ngữ giác hoàng pháp loa và huyền quang sáng lập có tên là trúc lâm yên tử xét ra thì đó cũng là một thông lệ thường thấy trong việc đặt tên của nhiều tông phái như trường hợp thiên thai tông là một tông đặc biệt của trung hoa xây dựng trên thuyết nhất tâm tam quán do các ngài huệ văn đại sư theo học trung quán luận của long thọ bồ tát rồi truyền lại cho huệ tư đại sư về sau huệ tư truyền lại cho trí giả đại sư sau trí giả lên ở núi thiên thai cho nên nhân đó mệnh danh là thiên thai tông ngoài việc lấy tên núi làm tên tông nhiều cao tăng còn nhờ tên núi nơi mình đến tu hành mà thành pháp danh như ngài triệu linh hữu đến núi quy sơn mở giáo truyền đạo trong 40 năm mà được danh hiệu là Quy Sơn Đại Sư. Như Ngài Hy Dận Thiền Sư, lên núi Hoàng Bá thuộc tỉnh Giang Tây tu hành giảng giáo mà được pháp danh là Hoàng Bá Thiền Sư. Và phái của Ngài lập ra có tên là Phái Hoàng Bá, tức là phái thiền truyền lại cho nghĩa huyền để rồi lập lên chi lâm tế. Danh hiệu Bửu Sơn Kỳ Hương Sở dĩ được Đức Phật Thầy Tây An dùng đặt cho tông phái của mình cũng không ngoài trường hợp như đã kể trên. Bửu Sơn là tên núi, nơi mà Đức Phật Thầy Tây An đến tu luyện trước khi ra đời mở đạo. Trong nhiều thi văn của các ngài trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương đã có nói đến. Trong giác mê của Đức Phật Thầy có đoạn viết sắc mài đã trọng thửa công bửu sơn đã tới tay không trở về danh từ bửu sơn được đức huỳnh giáo chủ nói trong bài thơ điên này vốn thiệt ở núi vàng thương đời nói rõ diệt lầm than khắp trong lê thứ mau mau tỉnh yên trí nghĩ suy biết đá vàng như thế bửu sơn có nghĩa là núi vàng hay núi báu. Vì đâu lại gọi núi báu? Điều này Đức Huỳnh Giáo Chủ đã giải rõ trong hai câu. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sau báu quý. Thì ra, vì sau này nó trở nên báu quý mà nó có tên núi báu. Núi ấy ở trong miền bảy núi tức thất sơn nó được ông sư giải bán khoai định vị và cho biết nhờ đâu nó trở nên quý báu trong một đoạn thơ như sau. Chừng nào núi cấm quá lầu thì là bá tánh đâu đâu thái bình. Và ở một đoạn khác. Chừng nào bảy núi thành vàng thì là mới đặng thanh nhàn tấm thân. Cứ theo đó thì hai chữ bửu sơn có nghĩa là núi báu, núi vàng, đến như hai chữ kỳ hương thì ông ba thới có giải nghĩa trong kim cổ kỳ quan tiếng kỳ hương thơm nực biên thùy hay trong thừa nhàn kỳ hương đệ tiếng biên thùy thế thì kỳ hương có nghĩa là mùi hương lạ tiếng thơm lan truyền ra ngoài cõi biên thùy nói tóm lại bốn chữ bửu sơn kỳ hương có nghĩa là núi báu sau này sẽ làm rạng rỡ cho non sông nước việt tiếng thơm lạ bay nực ra ngoài cõi biên thụy báo tin một nguồn âm thánh triết ra đời tạo lập một kỷ nguyên mới cõi đời thượng nguyên an lạc danh từ bửu sơn kỳ hương đã trở thành danh hiệu một tông phái phật giáo việt nam do đức phật thầy tây an khai sáng những tín đồ của môn phái này được đức phật thầy cũng như những vị kế truyền phát cho một lòng phái có bốn chữ bửu sơn kỳ hương khi quy y thọ giáo lòng phái là một miếng giấy vàng có khi giấy bạch trên đó có in bốn chữ bửu sơn kỳ hương bằng son tàu người lãnh được lòng phái thường may một cái đẩy đeo vào mình với tin tưởng là nhờ đó sẽ được mạnh khỏe xa lánh mọi tà ma tai nạn Họ giữ rất kỹ và quý trọng còn hơn bạc vàng tiền của. Ta chết chứ không chịu trao cho ai. Cứ như được biết, Đức Phật Thầy có trao cho Đức Cô Quảng Trần Văn Thành một cái ấn bằng cây để in lòng phái. Về sau, Đức Cô Quảng trao lại cho trưởng Nam, tức ông Trần Văn Nhu, để in phát cho những người đến quy y thọ phái. Ngoài ra, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, cũng có phát lòng phái như thế cho tín đồ của mình. Bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương do đó mà rộng truyền ra khắp nơi và những vị kế truyền Đức Phật Thầy Tây An đều tự nhận là hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Trong thi văn của các ngài thường nhắc đến bốn chữ ấy và lấy đó khoáng thủ trong nhiều bài thơ. Như ông Ba Thới, trong Kim Cổ Kỳ Quang có viết Tá công nghiệp có kẻ biên thùy quan lâm tích hậu bửu kỳ hương sơn trong thi văn của đức huỳnh giáo chủ ngài dùng bốn chữ ấy khoáng thủ chẳng hạn bửu châu công luyện chốn non thần sơn thủy môn giang bảo giác dân kỳ quái chờ nơi thiên nhất định hương nồng giành thưởng kẻ tròn ân hay bài thơ hán văn dưới đây bửu kiến trần tâm dụng thể tiên sơn sanh giả kế trưởng huyền thiên kỳ thâm hạ giái ly đài nguyệt hương vị trầm thinh bí kỷ niên và nhất là bài thơ khoáng thủ tứ bửu linh tự sau đây của đức phật thầy tây an sáng tác còn lưu truyền đến nay mà nhiều người được biết Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Diệt Nguyên Sơn Trung Sư Mạng Địa Nam Tiền Kỳ Niên Trạng Tái Tân Phục Quốc Hương Xuất Trình Sinh Tạo Nghiệp Yên Đây là một bài thơ thuộc loại Tung Hoành Đọc Nghĩa là đọc bề dọc cũng có nghĩa Mà đọc bề ngang cũng có nghĩa Cứ theo chiều dọc đọc xuống Chúng ta sẽ có một bài thơ bảy câu bốn chữ bửu ngọc quân minh thiên diệt nguyên sơn trung sư mạng địa nam tiền kỳ niên trạng tái tân phục quốc hương xuất trình sinh tạo nghiệp yên bửu sơn kỳ hương ngọc trung niên xuất quân sư trạng trình minh mạng tái sinh thiên địa tân tạo việt nam phục nghiệp nguyên tiền quốc yên mỗi câu đều có nghĩa mặc dù trong đó chứa nhiều ẩn tự ẩn ngữ cần phải hiểu cách chiết tự đảo cú mới khám phá được lý diệu màu huyền bí chú thích trong phi lạc sang tàu ông hồ hữu tường cho rằng bài thơ này của đế thuấn truyền lại cho lưu bá ôn nhưng xét qua lịch trình tiến hóa hình thức thi ca thì thuyết của ông tường không vững vì rằng vào thời đế thuấn chỉ có lối dân giao câu rất ngắn đến như bài thơ tứ bửu linh tự không thể là sản phẩm đời đế thuấn vì nó là một thể thơ có cú pháp chỉnh tề niêm luật nghiêm minh một sản phẩm rõ ràng của lối thơ đường luật Nói tóm lại, Đức Phật Thầy Tây An dùng bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương làm tông danh với ý nghĩa là để ghi dấu chỗ phát tích của tông phái do Ngài sáng lập và báo tin một chuyển biến lớn trong đời sống của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương còn hàm xúc những giáo pháp mà Ngài sướng xuất để hóa độ chúng sinh trong buổi hạ nguyên để kịp kỳ đi đến hội long hoa và tạo lập đời mới nam mô a di đà phật